tiếp giờ thế nào, vào cái biên giới sinh mà nó không phải nữa thì nó phải không được phép rơi, không được phép rơi xuống, nó phải đứng lặng cơ. Rồi bây giờ ta sẽ kiểm tra nhé, thêm nó một cái hàm tìm được transform. Phía dưới hay là gì, khối gạch kiểm tra khối gạch tồn tại. Kiểm tra xem là có khối gạch nào nó tồn tại phía dưới không. Kiểm tra xem có khối gạch nào nó nằm ở bên dưới không. Tiếp kiểm tra chấm chiều y lớn hơn chiều cao của lưới, kiểu lưới cao lớn hơn lưới cao, lớn hơn lưới cao chỉ một thì return nó là return đi return nó trả về là không có. Đấy, nghĩa là không có gì. Nếu mà kiểm tra cái chiều y của lưới thì ta kiểm tra ở đây chiều y này mà nó không có cái gì cả thì nó trả về là luôn, nó trả về là không có gì. Đấy, các cái chiều cao này mà không có gì thì nó trả về là không có gì. Cái thứ hai là còn không thì nó sẽ trả về là return một cái lưới great, kiểm tra một cái tọa độ, một cái tọa độ này, cái lưới này ta sẽ phải tạo cho nó một cái biến lưới nữa ở trên này. Tên là lưới bằng new transform l
lưới cao, một cái mảng lưới tạo một cái mảng tên là lưới, nó bằng cái chiều rộng và chiều cao, có nghĩa là nó nằm ở trong cả một cái khung này, cả một cái khung lưới này. Đấy. Và đây nó sẽ trả về là một cái lưới. Cái lưới này nó sẽ nhận giá trị của các cái khối gạch nằm ở trong cái từng cái ô lưới này một. Đấy. Chúng ta sẽ phải có một cái lại kiểm tra. Kiểm tra theo chiều x xem có gì không. Có thì ta nhập vào cái mảng lưới này, chiều y kiểm tra chấm y, rồi kiểm tra cái mảng lưới này nó có không đó. Bây giờ ta sẽ thực hiện một cái thủ tục là đi kiểm tra tất tần tật xem là bên dưới nó có một cái nó có ô nào không, nghĩa là các cái mảng này nó có không. Nếu có rồi thì nó sẽ không cho phép là chúng ta cầm cái khối gạch chúng ta rơi xuống thêm nữa mà nó phải chồng lên. Thêm vào public tải lại lưới, update lưới. Này, cái lưới này nó sẽ thuộc về cái điều khiển kia, điều khiển nó cho điều khiển là khối gạch, nó thuộc về cái file điều khiển kia. Kiểm tra từng dòng một ngóc in y bằng không, chứ không phải y nhỏ hơn cái cao lưới, lưới thì cao tăng y lên, cộng cộng y tăng y lên. Kiểm tra tiếp cái chiều x for tiếp. Đúng rồi. For x bằng 0 trên phải x nhỏ hơn chiều rộng lưới, lưới rộng tăng x lên, tăng x lên. Tiếp theo nữa là kiểm tra xem là lưới, cái mảng lưới nó có rộng hay không. If từng cái mảng của lưới, từng phần tử mảng của lưới, lưới từng phần tử của nó xy parent nó bằng cái khối gạch đây, khối góc ở đây, khối gạch cái khối gạch của chúng ta
khối gạch của chúng ta, cái tọa độ của khối gạch chúng ta. Transform, kiểm tra xem là cái lưới, cái mảng lưới này nó có bằng cái khối gạch chúng ta không. Nếu nó bằng một khối gạch, bằng là có gạch, thì cái lưới đó, nó sẽ rộng, tiếp theo không được. Phải là cái này nó phải là khắc luôn trước. Nếu mà cái lưới, xy đây phải y nó khắc luôn, nó khắc rộng, thì nó sẽ kiểm tra cái thằng này. Rồi. Tiếp theo nữa là ta phải đi kiểm tra các cái khối gạch, các tọa độ khối gạch theo cái chiều cao của lưới. Đây là ta đi tìm cái chiều dọc. Là ta đi, đi là ta đi tìm theo chiều rộng, còn ta bây giờ phải đi tìm theo chiều chiều cao nữa. Kiểm tra cái chiều cao này, for each. Transform, kiểm tra, trong cái điều kiện là khối gạch, này tọa độ của khối gạch này, transform xem là vector VT bằng cái tọa độ làm tròn của cái khối gạch VT này, cái vector này. À không, của cái kiểm tra, này. Nếu như mà cái vector này nó nhỏ hơn, nếu vector này nó nhỏ hơn cái chiều cao, cái lưới cao, thì cái lưới, vector trên x in ở vector trên y, nó sẽ
Update tên lên. Update tên lên. Update cái lưới này. Về cái biến điều khiển này xem sao. Ta lại nhảy xuống cái chỗ rơi xuống này, vào cái chỗ rơi xuống này để ta kiểm tra nào. Bây giờ ta sẽ phải kiểm tra ở cái biến này, biến for x này, kiểm tra biến for x này xem là nó đã tồn tại cái gạch này chưa. Nếu nó tồn tại rồi thì sẽ không cho nó chạy nữa. If gọi đến biên giới gạch tồn tại, gạch tồn tại gạch, kiểm tra mà nó khác rỗng nghĩa là nó có tồn tại gạch, và gọi là tiếp là cái biên giới kiểm tra này, kiểm tra này trên parent nó khác với cả transform thì ta sẽ return nó, return nó là không, tức là nó đã tồn tại cái viên gạch rồi thì ta sẽ trả về giống như bên trên này. Đó, nó bắt nó phải đứng lại. Bây giờ ta sẽ chạy thử lại xem nó thế nào. Bùm 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 xuống xuống đấy, đó 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 đó. Nhưng mà đến đây thì ta lại bị như này. Không sao, vì thế sau này ta sẽ chuyển để chúng ta sẽ làm end game. Khi mà nó đã lên đến đó thì ta phải làm end game cho cái trò chơi. Bây giờ tiếp tục, bây giờ thì ta phải làm để cho nó khi mà nó kín thì nó phải xóa, đi chứ không thể để như này mãi được đấy. Nghĩa là nó kín như này thì nó phải đạt được under, thì phải xóa cái này đi, xóa cái dòng đã ăn được này đi đấy. Chứ như này thì trò chơi chúng ta chưa có, được ăn, được nó nhỉ, kín mít thôi nhưng mà chưa được ăn được. Giờ lại tiếp tục cho nó xóa khối gạch của chúng ta đi. Để xóa được cái khối gạch ta thêm vào một cái hàm mới. Rồi bây giờ để chúng ta xóa gạch ra rồi phần và cái file bên dưới này, chúng ta sẽ thêm một cái hàm sau. Hàm này báo cáo
đã đầy hàng, đã đầy dòng, đã đầy dòng. Public nó cái hàng của đã đầy dòng. Y cho nó chạy theo chiều chiều ngang, đúng không? Kiểm tra cái chiều ngang của nó, nếu mà nó còn nhỏ hơn lưới rộng thì nó sẽ kiểm tra tăng điện tích lên. Nếu mà lưới nó là rộng thì trả về là chưa đầy return false, còn lại thì nó trả về là true. Dòng rồi thì nó phải xóa đi, xóa đi, lúc này nó sẽ phải dồn. Khi nó xóa cái dòng này đi thì tất cả những cái dòng trên nó phải dồn vào thế chỗ cái bạn này để viết tiếp luôn. Một cái hàm nữa, chuyển xuống, sẽ kiểm tra xem là ở cái ô vuông nào mà có gạch thì nó sẽ phải tự nó chuyển đi dưới. Sẽ là rộng, là rộng.
cái lưới ở phía dưới này, nó sẽ lấy cái mẫu ở phía trên để cho nó, sau đó nó xóa cái lưới ở phía trên đi. À, để cho nó cái lưới phía trên nó là rỗng, nó không chứa được gì. Câu lệnh đây là như vậy. Tiếp theo nữa thì ta phải đưa toàn bộ cái tọa độ của viên gạch bên phía trên nó xuống cái lưới bên phía dưới. Lưới ở phía trên, lưới ở phía dưới. Position đó, nó phải tăng lên một để nó di chuyển cái viên gạch xuống như vector 3, 0 và chỉ một. Đấy, nó phải kéo cái viên gạch xuống. Bây giờ thì tiếp tục chuyển khối gạch từ trên xuống rồi, và chúng ta sẽ chuyển. Đây là ta mới chỉ chuyển được một khối thôi. Ta muốn chuyển tất cả các khối phía trên của nó xuống. Ta phải chuyển tất cả các khối bên trên xuống nữa. Chuyển hết xuống. Chuyển hết tất cả các cái dòng phía trên xuống. Đây ta mới chỉ chuyển được một dòng. Bên dưới này ta phải chuyển tất cả các dòng. Trên này ta chuyển một dòng, bây giờ ta phải chuyển tất cả các dòng. Tất cả những cái nó có bên trên này nó phải xuống hết, thay thế hết. Đấy. Chuyển hết xuống. Ta lại là vòng lặp cho cả này nó phải đếm được for x hay là for không. Đây, đếm được hết tất cả các thứ bên trên này xuống. Tất cả là for này, không phải for x này. For y bằng y. Cả những cái dòng nào nó gọi cái hàm này, nó gọi cái thủ tục này, tất cả các cái ô nào mà có dữ liệu, xin lỗi, mà có gạch thì nó tự động nó sẽ chuyển xuống. Tiếp theo nữa ta phải xóa 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 cái dòng mà chúng ta vừa tạo đi. Ta dùng xóa 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 cái dòng đây, xóa cái dòng đây. Cái dòng này nó phải là có biến đấy, tìm y xóa cái dòng đây đi. Đây là ta xóa một dòng nhé, trên xóa nhiều dòng, xóa xóa một dòng này, rồi cái xóa dòng này là ta lại dòng là for là thì dễ rồi, có x bằng không và nhỏ hơn chiều rộng của lưỡi lưỡi rộng. Đây
Ok rồi. Bây giờ ta chỉ việc về cái phần chuyển xuống nào, rơi xuống nào, về cái phần rơi xuống này. Đây, đến đây rồi. Ở đây ta sẽ, nếu mà thấy nó đầy khi nó rơi chạm 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 vào, nó rơi chạm đáy rồi thì nó sẽ kiểm tra xem là lưới có đầy không, nên ta sẽ gọi cái hàm xóa xóa dòng ở đây. Phim bên dưới chấm đè te xóa dòng này với xóa dòng đây. Sao báo lỗi ở đây, cái này có biến sáng như vậy. Ôi thế không được, sáng như này thì chưa chắc là được. Để cho đây này, đây đó là cái gì, đây mình không biết y là cái gì cả, đây mình không 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 có, không có y là gì cả đúng không? Thế thì phải xóa dòng, xóa dòng ta phải thêm một cái điểm nữa bên xóa dòng, à một cái hàm nữa, hàm xóa dòng public xóa dòng, đây là cái thủ tục xóa dòng, xóa dòng, xóa dòng đi. Kiểm tra for một cái biến y không, là tọa độ y, y nhỏ hơn chiều cao của lưới, lưới cao chấm phẩy cộng y tiếp tiếp. Nếu nếu mà đã đầy dòng, đã đầy dòng, nếu đã để dòng với y, với cái dòng y thì ta xóa 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 thì ta sẽ xóa trong đây đúng không? Nếu mà dòng đã đầy thì ta xóa cái dòng đầy đi, xóa dòng đầy y. Rồi sau đó ta sẽ di chuyển, chuyển hết xuống, chuyển hết xuống, chuyển hết xuống và y, chuyển hết xuống y cộng một và y đây sẽ giảm đi một. Đó cái thủ tục đấy. Bây giờ ta sẽ gọi cái hàm xóa dòng ở đây, gọi hàm xóa dòng này. Bây giờ ta sẽ chạy thử xem. Chạy lại này. Xuống, 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 xóa cho em ơi, chạy chậm chậm cho nó xóa nè. Đấy, nó đầy tin xóa rồi, ok đã xóa rồi.
Mày xuống đây. Ảnh bạn Triều Tiên này. Xuống 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 xuống. Xíu nào. Tháo. Xóa. Tốt. Bây giờ xem nó có xóa được nhiều dòng không. Kiểm tra xem nó có xóa được nhiều dòng không. Không, bây giờ ăn 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 một dòng. Để cho đầy tí ăn nhiều dòng xem nó có ăn được nhiều dòng. Ăn một dòng nhé. Một dòng được. Ăn một dòng đấy là dòng ở phía trên. Xuống. Xuống. Rồi, bạn ăn được một dòng ở phía trên. Kiểm tra xem nào. Xuống. Xuống. Đây ăn ba dòng nhá, xem có ăn được ba dòng. Ôi, nhanh quá. Ăn được ba dòng. Ăn hai dòng sẽ được nào. Xuống đi. Xuống. Ăn. Rồi, ăn được hai dòng. Tốt. Rồi. Rồi. Tốt. Rồi. Rồi. Để đây tí phải ăn bún dòng xem có được không. Rồi, bốn dòng đây. Ăn xem có được bốn dòng nào. Có được bốn dòng không nào. Được, rất tốt.